sinh năm 1981 với gia đình. Chị là một người phụ nữ đi mạnh lên, đi mạnh lên, sống vui vẻ, hòa đồng với bà con là có rất nhiều. Chị là một người yêu xuất sắc, rất chuyên lên, phát triển kinh tế giỏi. Ngoài công việc gia đình, chị còn tích cực tham gia các phong trào do hội phát động. Vâng, chị với công ty tự tin, chị đang thể hiện trong mình một người phụ nữ khởi nước đảm nhà ngày hôm nay. Thành viên thứ tư của đơn vị Thiên Hòa đang phải bước trên sân khấu là chị Phương Thúy. Chị sinh năm 1976, chị là một viên tỉnh về nuôi trồng thủy sản và kinh tế cao. Chị có một số cố gắng cho chị em nghèo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngoài công việc gia đình, chị còn tham gia tích cực tốt các phong trào do hội phát động và đang phải bước trên sân khấu. Là thành viên thứ năm là chị Ngọc Lan. Chị sinh năm 1976. Chị là một người có tính tình vui vẻ, năng động, hoạt bát. Chị luôn tuyên truyền cho chị em hội viên thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình năm phong hoa sạch. Với gia đình, chị có mô hình vườn ao chuồng để phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới. Hôm nay, khi vào thác hương trên cả diễn đàn đầy